Xin chào các bạn đến với kênh Ngọc Chính TV của mình. Hôm nay mình có mặt tại vườn bí nhà mình. Chỗ này thì chính là cái vườn bí mà năm ngoái mình quay cho các bạn xem, chia sẻ những hình ảnh về việc trồng bí của gia đình mình. Năm nay đến thời điểm này gia đình mình lại trồng. Thì cái chỗ bí này là gia đình mình đã trồng được khoảng 3 tuần các bạn nhé. Tầm 21 ngày đến 25 ngày gì đó. Thì cũng cơ bản là bí cũng không được tốt lắm, cũng trung bình các bạn ạ. Đó, dây này không được mập lắm. Thì cũng như năm ngoái, gia đình mình đang trồng là bổ hốc các bạn ạ. Mỗi gốc này là trồng 4 hạt này, thì lên được 4 cây. Đó, 4 hạt. Và về mật độ khoảng cách thì mình vẫn trồng, các bạn thấy đây, hàng cách hàng 1,5 m, cây cách cây cũng khoảng tầm 1,5 m. Đó, vuông vuông như vậy. À, gốc cách gốc 1,5 m các bạn nhé. Đó. Thì hiện tại thì bí sinh trưởng phát triển bình bình thôi, không tốt. Các bạn xem. Chỗ này thì trồng 4 nhưng mà chắc lên được có 3. Bí vừa kết thúc cái giai đoạn cây con và bắt đầu bò dây. Kết thúc cây con bắt đầu có tay trèo các bạn. Đó, bắt đầu có tay. Đó, bắt đầu vươn dây. Đây các bạn. Về cơ bản thì đến cái thời điểm hiện tại thì mình chưa áp dụng cái biện pháp bón bổ sung phân bón hay là làm thêm một cái gì cả. Chỉ có tưới nước thôi. Thì cái gốc bí này mình trồng thì ở dưới ấy, mình bổ hốc thì mình sẽ bón khoảng tầm 10 đến 15 kg phân chuồng hoa mục, phân gà. Bổ sung thêm NPK và một chút vôi. Mỗi gốc này chắc khoảng tầm 100 g NPK cộng với lại một chút vôi bột để khử cái nấm mốc, nấm bệnh ở dưới gốc. Đó. À, hiện tại thì bí nó bắt đầu bị xoăn ngọn bạn nhé. Đây lá nó bắt đầu cụp cụp rồi. Kém phát triển. Và tí nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một số loại thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng trên cái bí này, sao để cho nó phù hợp, an toàn mà nó hiệu quả. Cái nữa là mình sẽ hôm nay sẽ bón bổ sung. Đến cái thời điểm hiện tại thì bí nó cần phân các bạn ạ. Ngoài tưới nước, thi thoảng tưới nước, tưới nước giữ ẩm. Ngoài tưới nước ra thì thời điểm hiện tại bí nó cần bón bổ sung thêm phân. Thì một chút nữa mình sẽ bón là phân phân gà, phân chuồng hay mục ạ. Để tủ gốc luôn. Vì thời điểm hiện tại thì bí ở chỗ mình nó lạnh, nó rét, trình độ xuống thấp, nhiệt độ thấp. Thì cần bón thêm phân chuồng để nó giữ ấm cho bí. Đó. Cần bón phân chuồng. Thì lát nữa mình sẽ bón bổ sung phân chuồng vào gốc và bón thêm NPK. Đó. Ngoài ra thì với cái hiện trạng dây bí cây như thế này thì mình sẽ bón bổ sung thêm đạm ure bằng cách là hòa nước tưới gốc và phun thêm phân bón lá là dạng đạm cá đấy các bạn ạ. Đó. Thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh cụ thể về cách làm. Trước tiên là mình bón bổ sung NPK các bạn nhé. Đó, mình rắc cái NPK. Đó. Mình rắc khoảng tầm mỗi gốc này khoảng tầm 50 g NPK. Sau đó thì mình bón thêm phân chuồng hoài mục và phân gà. Đây các bạn, phân gà này. Sử dụng phân chuồng. Bón vào tủ gốc. Lá. Đó. Sẽ bón cho mỗi gốc này khoảng tầm
2-3 kg bạn nhé. Vì mục đích của mình là vừa bổ sung phân bón, vừa giữ ẩm, chống rét cho bí về sau. Đó, như vậy đạt yêu cầu. Đó thì bạn sẽ lấp một chút đất vào. Như vậy là đạt yêu cầu của bạn nhé. Tương tự mình sẽ bón mấy cây tiếp theo này. Đó. Lắp cái này NPK. Và bón phân gà. Cố gắng là mùa đông lạnh ở trên mình, nhiệt độ như hiện tại thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm trung bình khoảng tầm 16 độ, 15-16 độ, đêm mà xuống thấp hơn. Đó thì mình sẽ bổ sung đạt một ít đất. Đấy. Như vậy là điều tiếp tục các bạn này. Như gốc này thì nó bị hơi kém một xíu, được có một giây thôi. Ở đang bón thêm phân gà hay NPK. Quay để chia sẻ hình ảnh lên mạng cho mọi người xem. Mình cứ vùi đất vào cho nó. Đấy rồi. Thế là ổn. Tích cực. Dần dần mình sẽ lượng phân này thì khoảng tầm 50g một gốc. Gốc nào mà tốt thì mình cho khoảng tầm 100g. Đấy. Cái phân gà này cho vào cho nó vừa bổ sung phân, vừa cho nó giữ ấm. Mùa đông này nó lạnh, nó không lên được. Này các bác miền Nam cứ hỏi là tại sao bí của các bác ấy 25-30 ngày được thụ phấn rồi. Bí của mình thì đây các bạn ơi, 25 ngày đây. 21-25 ngày gì đấy. Mới bắt đầu kết thúc giai đoạn cây con vươn dây này. Lý do là mình trồng vào mùa đông. Nhiệt độ thấp, bí nó sinh trưởng phát triển kém. Thứ hai là phân mình vào ít, rồi thì không chăm được, mức độ thâm canh thấp. Cái nữa là vấn đề nữa là cái giống nữa. Đó. Mình đang trồng ở đây là giống đồng tiền vàng VN59, giống đồng tiền vàng. Mà cơ bản ở đây thì do chăm bón thôi. Như nhà mình thì nhiều khi ở đây lại còn cả nước cũng không tưới được. Làm nông nghiệp, làm nhiều món, trồng nhiều loại cây trồng khác nhau, đôi khi cả nước cũng không tưới được thì làm sao mà nó tốt được. Đôi khi bận việc gì đấy là cả tuần mới không tưới. Đó. Này, cơ bản là bón phân sơ như vậy. Lát nữa mình sẽ trình bày chia sẻ về một số loại thuốc bảo vệ thực vật dùng cho bí sao cho hiệu quả an toàn.
thì về một số loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sâu, thuốc bệnh, rồi thì phân bón lá dành cho bí đỏ. Ở chỗ mình thì gia đình mình đang sử dụng một số các loại thuốc như sau. Sau đây thì mình xin được chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là về bệnh đi, thì mình đang phun, khuyên các bạn cũng nên phun một số loại thuốc như sau. Thứ nhất là cái man vàng này, hoạt chất man cozet này, thuốc trừ nấm bệnh tổng hợp các bạn ạ. Đó, gia đình mình đang phun đây, loại này đó, man vàng các bạn nhé, man cozet. Thứ hai, nếu mà mình không phun man vàng thì các bác các bạn có thể phun cái thuốc trừ bệnh này, tối các bạn này, loại vàng dòng này, 99 nó cũng đặc trị vàng lá, rồi thì có cái thối búp xương mai, đốm lá thán thư này. Đó, các bạn có thể phun này, góc này. Ngoài ra thì như lần trước mình có chia sẻ thì mình khuyên các bạn nên phun cái, nếu mà bị nấm ấy, thì có thể phun bằng Validamycin các bạn nhé. Đấy, Valitaco 3SC hoạt chất Validamycin này. Nó là cái thuốc trừ nấm, trừ khô vằn ở lúa ấy. Nhưng mà phun cho các cái loại nấm bệnh ở trên bí này rất là hiệu quả. Hiệu quả và giá rẻ. Đó, mình đã dùng rồi. Về sâu thì đây, đơn giản các bạn ạ. Phát tốc 5SC này. Đó, thì phun trừ sâu tổng hợp thôi, dành cho các loại sâu. Về nhóm chích hút thì đây là cái nhóm mà quan trọng nhất, gây hại trên bầu bí rất là nhiều. Đó, thì nhóm chích hút thì mình nên gia đình mình đang dùng là cái Femangol này, 33VP này. Đó, đấy, nỏ thần mình đang phun cái này, cũng tương đối hiệu quả các bạn ạ. Cái này thì trừ dày dẹp sáp này, bọ trĩ này, dày nâu này, dày xanh, bọ xít muỗi này, nó trừ nhóm chích hút. Cái thứ hai là cái thuốc vua dày dẹp này cũng đặc trị dẹp sáp, bọ nhảy, bọ phấn trắng, dày xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi, ruồi vàng, đục quả. Thì cái nhóm cái thuốc này cũng rất là tốt, tiêu diệt các cái loại chích hút. Đó, rất là tốt. Ngoài ra thì đến thời điểm hiện tại mình đang phải bổ sung thêm phân, thì ngoài bón phân gà và NPK thì mình chia sẻ vừa rồi ấy, thì mình đang phải bón thêm đây là siêu xanh này. Đó, rất là tốt cho cây trồng các bạn nhé. Cái này các bạn có thể hòa nước tưới hoặc cho bình phun đều được. Đó, giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn. Ngoài ra thì mình cũng bón cái phân đầu trâu này, KNO3 này. Nó là dạng phân bón lá các bạn. Cho vào bình phun hoặc là cho vào hoa nước tưới. Thì tới đây thì sau khoảng tầm 15-20 ngày nữa đến cái giai đoạn bí nó chuẩn bị ra hoa. Đó, thì mình sẽ bón đây, calibor này, siêu ra hoa đậu quả, ra hoa đậu trái này, kích thích cho bí ra nhiều hoa và đậu quả tốt hơn. Đó, calibor này. Các bạn trồng bí cũng nên quan tâm những loại thuốc như thế này và có công dụng tương tự. Đó, mình nói chưa hết và rồi thì mình quên mất cái chỗ đạm cá này. Đó, phun để cho bí nó sinh trưởng phát triển tốt hơn, đặc biệt là giai đoạn cây con này, bổ sung dinh dưỡng này. Đạm cá, nó là dạng phân bón lá các bạn nhé. Thì trên đây là một số cái loại thuốc bảo vệ thực vật, gồm có nhóm thuốc kích thích sinh trưởng này, rồi thì thuốc sâu này, thuốc bệnh này, rồi thì thuốc ra hoa đậu quả. Mình chia sẻ với các bạn như vậy, các bạn có thể tìm mua các loại thuốc như mình vừa chia sẻ, cũng như là
mua những cái loại thuốc, dùng những cái loại thuốc mà có tác dụng công dụng tương tự trên dưa bầu bí của nhà các bạn, mong là nó sẽ đem lại cái hiệu quả. Đó, đây là một số cái loại thuốc mình sử dụng trên bí đỏ gia đình nhà mình. Hy vọng là qua những chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích được cho các bạn về trồng bí. Lát nữa thì mình sẽ hòa bình thuốc sâu, thuốc trừ nấm bệnh và phân bón lá để mình phun cho cái chỗ bí này. Thật ra đến thời điểm hiện tại nó cũng không sinh trưởng phát triển tốt lắm nên phải bổ sung ngay. Một lần nữa thì video cũng dài rồi, mình xin được tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở viện bí này. Khi mà bí tốt hơn, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem và chia sẻ nhé. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ. Xin cảm ơn.